trước, có một người nọ trì tụng chú Đại Bi đã được khoảng 12 năm. Trong suốt 12 năm ấy, ông chẳng gặp chuyện gì gọi là kỳ diệu, nhiệm màu cả. Chú Đại Bi chẳng biến ra cơm cho ông ăn, cũng chẳng làm ra áo quần cho ông mặc. Thế nhưng, ông vẫn tin tưởng và chăm chỉ, đều đặn trì tụng chú Đại Bi. Mỗi ngày, ông tụng tối thiểu là 108 biến, mà thông thường là nhiều hơn thế. Một lần nọ, ông đi chơi xa và phải ngủ qua đêm ở nhà trọ. Tại Trung Hoa, ở một vài địa phương có loại quán trọ gọi là hắc điếm. Hắc điếm là gì? Đó là một thứ nhà trọ trá hình của bọn cướp. Bọn cướp này cũng tương tự như thổ phỉ vậy. Có điều, thổ phỉ thì ra chặn đường người ta mà cướp bóc, giết hại. Còn chúng thì ở trong nhà, chờ đợi. Khi có khách tới quán của chúng tá túc, thấy khách mang theo tiền của hoặc đeo nhiều vàng bạc, châu báu, ra vẻ khách buôn giàu có, thì chúng liền đưa khách đến một căn phòng nhỏ, khá tươm tất và có cửa riêng, để chúng có thể ra vào dễ dàng. Sau đó, chúng lén bỏ thuốc mê trong rượu cho khách uống. Và đến khuya, thừa cơ khách ngủ mê mệt, chúng lẻn vào đoạt hết tiền bạc, đôi khi còn giết người luôn nữa. Người trì tụng chú Đại Bi này ở trọ trong hắc điếm cũng được mời uống thứ rượu có bỏ thuốc mê. Nhưng vì thâm tín Phật Pháp nên ông không uống rượu, do đó không bị trúng thuốc mê. Đến nửa đêm, đang ngủ, ông chợt nghe có tiếng chân người tiến vào phòng mình. Ông hé mắt nhìn ra, nhát thấy bóng một lưỡi dao sáng loáng. Ông sợ đến cứng cả người, tự nhủ, người này cầm dao đến hẳn là để giết mình đây. Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa. Chủ quán, kẻ âm mưu giết người, giật mình giấu vội con dao, lẻn ra khỏi phòng, rồi hỏi vọng ra: "Ai đó? Ai gọi cửa đó?" "Who are you? Who?" Người ngoài cửa đáp: "Tôi đây, tôi họ Đậu, tên Du Bằng. Tôi có một người bạn ở trọ trong quán ông. Ông ấy tên là... Nhờ ông nhắn lại là tôi mời ông ấy sáng mai đến nhà tôi ăn điểm tâm nhé." Chủ quán mở hé cửa nhìn ra thì thấy một người đàn ông trang phục giống như cảnh sát, liền nghĩ: thì ra viên cảnh sát này có quen biết với người mà mình định giết. Ông ta là bạn của cảnh sát. Cảnh sát đến mời ông ấy sáng mai đi ăn điểm tâm. Vì thế, đêm ấy, gã chủ quán không dám ra tay giết người. Sáng hôm sau, chủ quán nói với ông khách trọ chuyên trì chú Đại Bi: "Ông có người bạn tên Đậu Du Bằng đến tìm tối qua. Lúc đó đã khuya lắm rồi, mà ông cũng đã đi ngủ, nên ông ấy không muốn đánh thức ông dậy. Ông ấy muốn mời ông hôm nay đến nhà ông ấy ăn sáng." Ông này vừa nghe đến mấy tiếng Đậu Du Bằng thì cảm thấy rất quen thuộc, sực nhớ ba chữ ấy vốn ở trong bài chú Đại Bi. Ông chợt hiểu ra ngay, bèn nói: "Đúng rồi, ông ấy là bạn tôi đấy. Chúng tôi có hẹn gặp nhau sáng nay, chốc nữa tôi đến nhà ông ấy ăn sáng." Người này lọt vào xào huyệt của bọn cướp mà không bị chúng giết hại là nhờ có trì tụng chú Đại Bi. Do đó, quý vị đừng cho rằng trì tụng chú Đại Bi là chẳng có ích lợi. Đến lúc quý vị gặp nguy hiểm, sanh mạng của quý vị bị đe dọa, bấy giờ quý vị mới nghiệm ra được diệu dụng màu nhiệm của chú. Tuy nhiên, hiện tại quý vị chưa gặp chuyện bất trắc, nguy hiểm tới tánh mạng, thì cũng chưa cần đến sức gia hộ của chú Đại Bi. Vậy, quý vị chỉ nên thành tâm chuyên cần trì tụng là đủ, và chớ bận tâm về việc chú Đại Bi có trợ giúp gì trong vấn đề cơm ăn, áo mặc của mình hay không. Ha ha ha, 闻声莫的说哈。